nhảy nè. À, tôi đang chơi trò Sonic nè các bạn, rất là vui luôn. Rồi, chạy tiếp rồi, chạy tiếp rồi, rồi nhảy, nhảy, nhảy lên. Ôi, có một cua nhảy qua luôn nè. Nhảy tiếp nè. Nhảy nè, nhảy nè, nhảy nè. Trời ơi, trời vui quá à. Các bạn ơi, đúng là cái trò Sonic này vui nè. Trời ơi, tôi đang chơi mà tự nhiên giành vậy. Tôi đang chơi nhảy nè, nhảy nè, nhảy nè. Ủa, nhảy nhưng mà nè. Là nhà của tao mà nên cho tao chơi với coi. Ờ, nhưng mà lâu lâu tao mới qua chơi mà, nên là cho tao chơi chút xíu đi. Nhảy nè, nhảy nè. Tôi cũng lâu lâu qua chơi mà, cho tôi chơi với. Trời ơi, từ từ bình tĩnh cho tôi chơi cái trò này nốt coi. Nhảy nè, nhảy nè. Đang chơi vui mà cứ lèm bèm qua tới. Ok, chơi okay. Chơi. Cái bay là của tôi mà, tôi đang chơi mà. Trời ơi, mọi người đừng qua nhà. Cái này là của tôi. Ôi trời ơi. Của tôi mà, của tôi mà, đưa đây. Ủa, tao mất tiêu luôn rồi. Mất tiêu rồi. Ủa, ai đang giữ vậy? Trời ơi, tôi gà nó dành nó chơi một mình chứ bộ. Ê, làm đúng gì có đâu, tôi đang chơi mà mọi người giật mà tức thiệt chứ. Tôi mới tức nè. Trời ơi, không, không tôi mới tức nè. Trời ơi, cái máy đó là của tôi, bay đây. Tôi đừng mất tiền, chỉ có một cái ý nè. Bây giờ chúng ta chơi thử thách đi. Đứa nào thắng thử thách thì chịu cái máy này cho đứa đó. Nghe cũng có vẻ hợp lý đó nhỉ. Nghe cũng hợp lý đó. Ủa, nhưng mà thử thách gì mới được? Ờ, đúng rồi, thử thách gì đây nhỉ? Bây giờ chị sẽ làm trọng tài cho ba đứa thử thách say sim Sonic. Ai là người chiến thắng thì chị sẽ đưa cái máy này cho người đó. Hợp lý, hợp lý luôn. Chơi luôn, chơi luôn các bạn. Và nếu các bạn thấy cái hả công trình của ai xịn nhất thì nhớ bình luận ở phía dưới để chấm điểm để tìm ra người chiến thắng nha mọi người. Nhớ chấm điểm cho tô gà thì sao để tô gà thắng đó nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu thử thách thôi nào. Let's go. Let's go. Đi thôi. Ok, nguyên một bãi đất trống hai được rồi. Tôi sẽ chọn bên phải nè nha. Tôi sẽ chọn ở giữa. Ok. Còn ta sẽ chọn bên trái. Mọi người hãy chọn một vị trí đi để chúng ta sẽ bắt đầu xây tượng sinh Sonic. Và các bạn nhớ chấm điểm cho tụi mình bằng cách bình luận bên dưới đó nha. Các đứa sẵn sàng chưa chị đếm đó nha. Sẵn sàng rồi chị đã bây giờ. 2, 1, bắt đầu thử thách các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu game mode 1 lên. Bắt đầu lấy những cái hả nguyên vật liệu để có thể xây dựng lên một con sinh Sonic thiệt là xịn nha các bạn. Thì các bạn à, đố các bạn biết sinh Sonic nó có màu gì? Đó chính là nó có màu xanh nước biển này nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái này để mà xây một bức tượng sinh Sonic thiệt là lớn luôn nha mọi người. Một con sim Sonic các bạn đừng có bất ngờ nha. Trời ơi, đây chỉ là một con sim Sonic siêu to, siêu khổng lồ luôn các bạn ơi. Và nó đang ở cái tư thế là chuẩn bị vồ ăn thịt con mồi đó các bạn đó. Các bạn nhìn thấy không, nó có bàn chân này, nó có bàn tay này đó. Đây chưa, một con sim Sonic siêu chân thật luôn các bạn. Hãy nhìn đây đó. Tôi sẽ cho các bạn nhìn toàn thể nó một lần nữa này. Đây, nó đang hai cái miệng rất là to luôn các bạn. Trời ơi, nhìn ghê chưa. Nó con này nó có tận hai cái hàm răng lận. Nếu cho các bạn nào chưa biết, nó sẽ có một cái hàm răng ở ngoài và thêm một cái hàm răng bên trong. Nó nhìn rất là đáng sợ luôn này mọi người. Để tôi đi vô bên trong cho các bạn coi này. Tôi đang ở trong miệng con sinh Sonic luôn nè mọi người. Hy vọng cái bức tượng này nó không có ăn thịt tôi các bạn, tại vì nó chỉ là một bức tượng thôi mà. Được rồi, và đây chính là con sinh Sonic của tôi gà. Các bạn thấy như thế nào? Đừng quên chấm điểm cho tôi bằng cách là bấm bấm bình luận ở phía dưới là anh tôi gà 1000 điểm, 1000000 điểm luôn nha mọi người. Còn thêm một bước quan trọng nữa đó chính là bây giờ tôi sẽ chui vô miệng con sinh Sonic này để xây thử thách bên trong nó nha các bạn. Đó, chúng ta hãy đi vô bên trong miệng của con Sonic để xây thử thách thôi nào. Let's go. A few moments later. Xong rồi, vậy là tôi đã xây xong thử thách. Còn bây giờ thì để hỏi những người kia xem thử đã xong chưa này. Hello mọi người, xong chưa vậy? Xong rồi. Wow, vậy là Jack và Huy cũng đã xây xong rồi các bạn ơi. Tới lúc quan trọng, tới lúc quan trọng đó chính là lúc để review từng công trình và chấm điểm xem thử những cái bức tượng hay là những cái thử thách bên trong đó nó có xịn không nha mọi người. Được rồi, nếu như mọi người đã xong hết thì chị sẽ đến review và chấm điểm nha. Ok luôn chị Nấp ơi. Okay, được rồi, người okay. Đầu tiên, người đầu tiên để xem là của ai này. Huy, hình như bên này là của Huy Nấp bà ơi. Cái con gì vậy Huy Nấp ơi, cái con gì vậy, nhìn ngố tàu quá vậy. Cái gì? Trời đất, con xin gì mà nhìn như con kiến nha. Đúng rồi, nhìn giống con kiến quá nè các bạn. Nó đứng cái gì vậy Nấp. Trời ơi, này là con kiến blue các bạn, con kiến xanh ngoài. Trời, cái hàm răng nó còn bị súng găng đó chứ trời đó. Con sinh Sonic này là nó ăn kẹo nhiều lắm này nên nó súng găng nha các bạn, nên nhớ là đánh răng thường xuyên không là để cái răng mình như con sinh Sonic này nha. Chị nó bị thấy sao? Cũng cute đó. À, cũng cute hả? 7 điểm nha. Cái gì 7 điểm mà. Ok, cái cũng gì? Được, cũng được 7 điểm đó. Nhưng mà còn cái phần quan trọng hơn đó chính là phần đi vô thử thách bên trong này chị nó bây giờ. Nhưng mà quan trọng là đi kém vô bằng đường nào. Làm sao để đi vô bên trong con sinh Sonic này đây chị nó bây giờ. Không có thấy đường vô ta kỳ vậy. Hình như là tôi thấy rồi nè mọi người, nó ở ngay sau lưng con Sonic nè. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta hãy đi vô bên trong để xem thử thách như thế nào nha. Được rồi, đi vô thôi nào, let's go. Chào.
Tôi bên đã đi vô bên trong rồi nè. Thử thách xin Sonic đi trên dây. Cái gì xin Sonic đi trên dây hay là sao? Ui, sao mà ở giữa này nó có nguyên một cái sợi dây khá là dài nối qua bên kia luôn kìa các bạn ơi. Ui, và bên dưới nó có nguyên một cái mặt con Sonic kìa mọi người. Mọi người sẽ phải đu cái dây đi qua bên đây gật cái cần gạt nè. Cái gì? Nó trở về. Nhưng mà nếu mà rớt một cái là con xin Sonic nó sẽ ăn. Cái gì con xin Sonic ở dưới đó chờ bên sau nguy hiểm quá vậy. Rồi vậy bây giờ mình sẽ phải đu dây qua bên kia và mình gạt cái cần đó các bạn. Đâu để tôi cho đây đi coi. Ủa dắt đi thử coi chừng chừng mất cân bằng vậy đó coi. Tôi là ôi rồi luôn này thì để tôi thôi được rồi để em cho chị đó. Bây giờ mình sẽ phải giữ thăng bằng trên cái dây này đó. Trời ơi nguy hiểm các bạn, tôi khá là sợ độ cao đó. Trời ơi các bạn nào sợ độ cao giống tôi thấy cái này nó hơi ngợp một chút xíu mà. Ok ok sắp tới chúng ta chỉ cần đi qua bên kia bạn gạt cái cần đó là được các bạn. Ok qua em đang qua này, em đang qua này, đi từ từ thôi, mình không được đi gấp các bạn. Nếu gấp cái là mình sẽ lọt xuống dưới đó. Ok mình sẽ cố gắng và vì cái máy chơi game thôi. Rớt rồi. Trời ơi rớt vô cái miệng luôn. Ây da cái trò này khó nha các bạn. Được rồi bây giờ tới lại dắt này cố lên dắt ơi, cố vũ cho dắt này các bạn, cố lên rồi luôn vô cái miệng con Sonic luôn và thôi được rồi dắt có vẻ không có hy vọng các bạn. Để tôi này, lần này tôi sẽ đi từ tốn chậm chậm các bạn, không được mất bình tĩnh chị đó. Bây giờ cổ vũ cho em đi chị đó. Bây giờ ok chị Lâm ơi, các bạn cũng hãy cổ vũ cho Tô Gà luôn nha các bạn. Đi Tô Gà trời ơi nguy hiểm quá. Rồi bây giờ mình chỉ cần chút xíu thôi, cố lên nào cố lên. Ok đi qua chứ cần gạt ngay trước mặt mình rồi chị các bạn, chúng ta không thể bỏ lỡ cái này được. Rồi nhanh lên sắp được rồi. Ui mình qua được cái này được rồi, mình sẽ gạt cái cần này thôi. Hay cha gạt cần rồi sao nữa, có thấy cái gì đâu. Khi mày gạt cần gạt thì lập tức một con quái vật sẽ rớt xuống. Cái gì, một con Sonic nhìn ghê quá vậy, sao nó rớt từ trên kia xuống vậy. Sao nó nhìn ghê quá vậy. Mày sẽ phải chạy khỏi đó nha. Chạy chạy đi mọi người, con Sonic nó đuổi tôi kìa, chạy lẹ chúng ta thoát ra khỏi đây rồi, chạy thôi. Thoát ra rồi, thành công rồi đó, vậy là thắng rồi đó hả. Trời ơi làm hết hồn rồi, tưởng gạt cái cần gạt là xong các bạn, tự nhiên có nguyên một con Sonic ra nó hù tôi, nó rượt tôi, nó chạy muốn xỉu luôn. Được, thử thách đó cũng có gọi là yếu tố bất ngờ đó các bạn. Thì các bạn đừng quên chấm điểm cho thử thách của Sin Sonic Win Up nha các bạn. Và bây giờ chúng ta tới với người chính ta, đó chính là của ai đây. Wow, bức tượng này khá là to và nhìn đáng sợ ta. Của tôi chứ của ai nữa, làm gì có ai xinh đẹp như tôi. Dữ vậy sao thì ra. Đây chính là bức tượng của Jack VA nha các bạn. Đây chính là một con Sin Sonic cũng khá là ghê, cũng khá là đáng sợ đó. Ok chị Nabi thấy sao? Sợ đó. Chị sẽ cho 8 điểm lại sao hơn Huy Nấp rồi. Vậy là hơn Huy Nấp rồi. Trời ơi mời cái gì mà mời. Các bạn thấy điểm đó có xứng đáng không thì đừng quên bình luận bên dưới luôn nha. Nhưng mà chưa đâu Jack ơi, chúng ta quan trọng là cái thử thách bên trong nha mọi người. Nhưng quan trọng đường vô là đường nào nè mọi người. Đúng rồi ha, làm sao để đi vô được bên trong con này mới khó được bạn. Hồi nãy là Huy Nấp là mình chỉ cần đi lui đằng sau cái đầu của nó sẽ có nguyên một cái đường vô các bạn. Nhưng mà hình như Jack lần này Jack giấu hơi kỹ đó mọi người. Rồi các bạn hãy cùng đoán xem thử cái đường vô là đường nào bằng cách bình luận phía dưới nha. Theo tôi đoán thì có khi nó nằm ngay con mắt không ta, phải không? Ôi không phải con mắt rồi không các bạn ơi. Không phải con mắt đâu. Hay là cái miệng ta. Cũng hợp lý. Không phải cái miệng luôn. Hay là lỗ mũi. Ôi không phải lỗ mũi luôn các bạn. Trời mắt mũi miệng không phải rồi. Ôi hay là còn lại chính là lỗ tai thôi mọi người. Có khi nào hãy chắc. Wow! Tôi biết ngay mà. Mắt mũi miệng mà không phải là chỉ có tai thôi. Được rồi. Vậy là đường vô nó nằm ở ngay lỗ tai rồi. Được rồi, Huy đập vô rồi thì tôi cũng vô luôn nè. Hãy chắc. Ôi, mình đã vô bên trong thử thách của Jack VN rồi nè. Cái gì đây? Chào mừng tới với thử thách của Jack VN. Mọi người đứng lên bậc thang cho đứng lên bậc thang à. Ok, mọi người đứng lên bậc thang. Ủa, ở đây nó có cái băng chuyền gì vậy các bạn? Và đằng kia, đó chính là nguyên cái mặt xinh Sonic, nó đang há cái miệng kia mọi người. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Ôi, nhưng mà cái này chắc... Ôi, cái gì? Ôi, sao ở dưới chân mình nó biến thành lava trơn rồi vậy Jack ơi. Ôi, vậy bây giờ tụi mình phải làm gì đây? Ôi, tôi bị chạy vô rồi. Ôi, nó đang nuốt tôi vô bụng kìa. Vậy là mình phải chạy hoài sao? Và đừng để vì vô bụng của con xin xin hết. Cái gì phải chạy liên tục quá. Trời ơi, mệt chứ vậy. Trời ơi, đằng sau mình là nguyên một cái miệng xin xin hết. Trời ơi, mình cứ chạy như thế này à. Ok, cố lên. Ôi dồi, đừng có để lọt xuống dưới là lava nè. Cố lên chị nó bây giờ chạy nè. Chạy lẹ chị nó bây giờ đừng có để lọt con xuống miệng. Chị còn xuất hiện nữa nè. Có mấy con xin xin hết chạy đi chị bây giờ. Ôi, cái gì mà nguy hiểm vậy? Còn nó xuất hiện càng ngày càng nhiều kìa mọi người. Nó trước mặt tôi kìa. Mình phải nhảy qua bên phải nè. Nhảy qua bên đây nè. Ôi, cố lên, cố lên. Ok, nhảy qua bên trái. Ôi, rồi, hết an toàn kìa. Ok, nhảy qua bên này nè. Cái này cũng không phải dễ rồi. Ôi, có con trước mặt tôi kìa. Nhảy qua bên phải nè. Cái này dễ ta. Huy đập bay qua chân kìa. Wow, Huy đập bị
Cô xem Sonic nó kẹp luôn. Rồi, cô sẽ phải chơi thắng trò này các bạn ơi. Rồi, cô lên. Chỉ còn mỗi tô gà thôi em. Ui, còn mỗi tô gà thôi bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cố lên này, mình sẽ phải vừa tạo trước mặt tôi lại có một con xin Sonic nó kẹp. Rồi, tôi sẽ nhảy qua bên phải nè. Rồi, cố lên. Rồi, bây giờ mình sẽ nhảy lại về bên trái nè. Rồi, ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Rồi, mình sẽ nhảy lại bên trái nè. Cố lên nào. Mệt quá, bao giờ mới kết thúc chạy dắt ơi, sao mắt tôi chạy hoài. Bấm không. Ok, cần bấm cái nút đó thì ông sẽ thắng thôi. Tôi thấy rồi, hình như là mình phải bấm cái nút màu xanh ở trước mặt kia thì mình sẽ kết thúc được trò chơi này các bạn, nếu không mình sẽ chạy vĩnh viễn luôn. Rồi, cố lên nào, mình sẽ chạy lên trời để mình bấm cái nút đó này mọi người. Cố lên nào, sắp được rồi. Ui, nhảy qua. Ui, giời ơi, xin để cho tôi xuống. Rồi, nhảy qua phải này. Cố lên, sắp tới rồi. Ui, qua trái này, qua. Tôi chuẩn bị bấm cái nút này. Cha! Sao cái chỗ này nó dừng lại luôn rồi? Thì băng truyền cũng sẽ dừng lại luôn. Wow, vậy là chúng ta không phải chạy nữa rồi các bạn. Trời ơi, đúng rồi, cái thử thách này khó thì các bạn chạy nãy giờ mà chắc tôi giảm mấy chục calo luôn các bạn, tôi giảm mấy ký luôn. Trời ơi. Ôi, vậy là sau khi chỉ cần mình bấm cái nút này một cái thì cái băng truyền nó sẽ dừng lại. Vậy là tôi đã hoàn thành thử thách luôn rồi. Đúng rồi đó, chúc mừng Toga. Yeah. Vậy là xong thử thách của tôi rồi. Vậy là chúng ta đã thắng thử thách của Jack VN rồi các bạn. Rồi chúng ta hãy đi ra ngoài thế nào. Let's go. Hãy cha. Và đó cũng chính là thử thách của Jack VN. Các bạn thấy như thế nào đừng quên bình luận phía dưới nha. Chứ riêng tôi thấy cũng khó nha mọi người. Và chỉ có tôi mới thoát ra được thử thách của Jack thôi. Nabi với Huy đã bị loại luôn rồi. Tại là tôi cái gì mày gà thì có. Ha 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 ha. Chấm điểm cho tôi thật là cao nha. Ok, và các bạn nhớ chấm các không bấm nhầm 1, 2, 3. Các bạn cũng nhớ chấm điểm cho Jack VN bằng cách bình luận bên dưới nha. Và tới con xin Sonic đẹp nhất trong ngày hôm nay nè mọi người. Xin giới thiệu với mọi người xin Sonic của Tô Gà TV. Chị Nabi chấm điểm đi nào, bao nhiêu điểm? 10 điểm nha. Cái gì 10 điểm à? Yeah, chị Nabi cho tôi 10 điểm kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, hơi bị xỉn đâu, bị xỉn nguyên một câu. Xin Sonic khổng lồ siêu giống luôn các bạn. Nguyên ha, bạn phải chạy nước miếng nha. Cái gì vậy? Đúng rồi, nó hè lưỡi ra, nó chạy nước miếng. Quay quay chạy nước miếng. Các bạn cũng đừng quên chấm điểm cho tôi cả bằng cách bình luận bên dưới luôn nha. Nếu không xin Sonic nó sẽ hụt. Ôi ơi, sao nào? Trời đâu, nó bị lé nhưng mà chị nó bị ngào lầm. Xin tôi đi xem chạy nước miếng. Trời, thằng Huy này phá chắc luôn này các bạn ơi. Huy nấp thấy sao? Nhìn bên ngoài vậy thôi chứ chưa chắc bên trong thử thách xịn bằng tao đâu. Cái gì vậy hả? Được rồi, vậy thì tôi mời mọi người đi vô trong miệng của con xin xuân này để xem thử thách của nó ra sao nha. Đi vô, đi vô đi. Chạy kìa, quá luôn. Thằng này nó phá quá các bạn, trừ điểm nó cho tôi ra. Thôi được rồi, để mình đi vô chợ nó chặn nguyên cái đường tôi vô này mọi người. Vô đây nha mọi người. Let's go. Hay cha. Wow. Và chào mừng mọi người đã đến với thử thách của Tô Gà TV, của tôi là thử thách chạy đua với xin Sonic nè. Nguyên một con xin Sonic khổng lồ đang chờ mọi người, mời mọi người lên xe ra. Ở đây tôi đã chuẩn bị mỗi người một chiếc xe, mọi người hãy lên xe ngồi đi nào. Sau đó mọi người sẽ phải chạy nguyên một cái đường đua một vòng thế này và về lại đích thì mọi người sẽ thắng. Nhưng trong khi mọi người đang đua sẽ có một con xin Sonic sẽ rượt theo đó, cho nên là mọi người hãy nhớ chạy cho nó lẹ, không là bị ăn thịt đó, nghe chưa? Okay. Ok, nếu mọi người đã sẵn sàng rồi thì tôi sẽ đếm 3, 2, 1 để mọi người chạy đó nha. Mọi người sẵn sàng cho tôi đếm nha. 3, okay. 2, 1, chạy đi. Wow, con xin Sonic đang rượt theo kìa mọi người. Trời ơi, mọi người cố gắng chạy thoại con xin Sonic nha. Rồi, cố lên nào xin Sonic. Ôi, bây giờ xin Sonic nó sẽ rượt theo mọi người, cố gắng nha. Cố lên nào mọi người, nhưng mà lưu ý, ở giữa đường sẽ có những cái con nấm. Đúng rồi, những con nấm của bạn. Ôi, nó sắp bị rượt chính luôn kìa. Đúng rồi, những con nấm này sẽ là những cái chướng ngại vật. Ôi ôi, Huy đắp đâu? Ô, Huy đắp bị mất rồi. Ôi, bây giờ chỉ còn lại Huy, Nabi và Jack liệu có được không? Ô, chị Nabi đang bị rượt kìa. Cô là chị Nabi ơi. Ôi, liệu mọi người có thể vượt qua được không đây? Ôi, cô là đâu? Ôi, trời luôn, trời ơi. Suýt nữa là vượt qua được rồi này các bạn. Ngay trước cái đích luôn là trời ơi, xui quá. Con xin Sonic này nó rượt theo kịp Nabi và Jack, nó đã cặp chị Nabi và Jack luôn rồi. Thôi cho mọi người thêm một cơ hội nữa nha. Mọi người chạy cho cẩn thận nha. Được rồi, tôi đếm nha. Được rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Chạy đây. Đúng rồi, và xin Sonic lần này sẽ rượt theo đây các bạn. Cố lên, đúng rồi, phải né những con nấm ấy. Đúng rồi, ghê vậy. Được rồi, liệu lần này mọi người có thể vượt qua được không đây? Cố lên nào mọi người, ra sau lưng rồi kìa. Trời, chị Nabi đang dẫn đầu coi, và Huy và Jack đang rất là sát luôn. Tôi đang dí Huy và Jack kìa. Huy đất bị đoán tên rồi. Rồi, chỉ còn lại Jack với Nabi rồi. Liệu hai người tay vượt qua đâu? Cố lên nào mọi người, cố lên nào, cố lên. Jack và chị Nabi, cố lên. Chị Nabi và Jack đã vượt qua rồi. Vậy là con xin Sonic nó đã cạp hụt, và chị Nabi và Jack đã vượt qua rồi. Trời,
Ghê vậy, ôi 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 ghê vậy, đây đây chị Nabi coi, chúc mừng chị Nabi nha. Wow, chị Nabi thắng rồi kìa. Và chỉ có Huy Núp là bị thua thôi các bạn ơi. Yeah, thua rồi. Huy Núp bị con xin cho đứt cạm một cái, bây giờ chấn thương luôn rồi. Vậy đó chính là thử thách của Tô Gà. Các bạn thấy như thế nào, đừng quên để lại Tô Gà một like, một subscribe và nhớ chấm điểm của Tô Gà thì cao luôn nha. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đi ra ngoài thôi nào, let's go. Hãy cha. Và đó là thử thách của Tô Gà đã làm cho Huy Núp bị chấn thương rồi các bạn. Ok, thì các bạn hãy nhớ comment chấm điểm cho Tô Gà để Tô Gà có thể giành được cái máy chơi game nha mọi người ơi. Được rồi, vậy chị đã bây giờ, chị đã bây nãy giờ làm trọng tài, chị mới thấy ai thắng dạ? Để chị suy nghĩ coi. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Phải nhờ tới các bạn rồi. Ủa, nhờ các bạn sao? Các bạn ơi, các bạn hãy chấm điểm cho ba người này để xem ai là người xứng đáng nhận được cái máy chơi game này nha. Bằng cách là bình luận phía dưới nha mọi người. Ok, các bạn hãy nhớ chấm điểm cho Tô Gà và đừng quên like, subscribe cho Huy, cho Dắt cũng như là cho chị Bi cũng như là cho Xin Tố Tim nha mọi người. Và còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye các bạn nha.